Thưa các bạn, đây là ở bến xe. Giờ mấy bến xe gàng có bằng nhau. Đang bệnh đâu là chọn trên một xã tên chỗ bông cả. Mà đập chảy á. Đám đám dao đám con gà. Đám tay cái lề. Con ơi mà cho ấy cào tí sẽ tìm cả đi sáng ăn khẻ cá lô cả cào tí à làm đêm đi đã có tổ nàn khẻ na đây mua khẻ lô cào em đừng má em khẻ lô em khẻ lô còn đó thì cho cào tí tìm nàn là lòng sáng ăn khẻ mà này chạy đáy túi đấy chế cá lỗ về nhớ là cào tít tim lá nhá nó mới quạt gió xu đã muốn xây mà hay nhìn quái xả quạt gió xu đã đấy nè giúp cho đầu cánh gà đi đảm nhất nên cái lá đảm nên khỏi chè ăn cái này hello hello à còn lót lót cái lá đi lót cái lá đi không có bao à không có bao ngoài đường có cái bao đấy lót lá để cho nó không ấy mà một cái bao không đủ ăn là bao vẫn mà ăn là nhiều cả lót cái chẳng nom là bây giờ chỉ có 5-6 người đi thôi thoải mái đây là vlog nổi tiếng của vâng cũng không nổi tiếng mấy đâu bình thường làm cái nhà văn hóa đấy mà nhớ không? Đó làm cái nhà trường. Làm nhà trường ấy. Tối hôm ấy còn giải hết cả chiếu 4-5 ông nhìn này. Làm hẳn con gà thiến to rồi nè. Đây lên quay phim đây là cái chỗ kia còn đứng. Thì em đang cái đón gà gái. Chào anh em nhé.
Vâng. Đây sẽ là một nồi thịt siêu to khổng lồ. Còn cho em. Đông gà cháo bùa đa. Món gì vậy? Vì sao lại tìm ra mà món gì? Đây đâm giấy sẵn sàng giấy thần đấy vẫn chơi đọc đọc giả đâu đấy dạ nhá đọc ít thần để đâu này đâu thần Đúng rồi cho đi ăn cho đi bị xem đấm cho hậu đây cơ sẻ nhớ nhà nhá mình mà đây lòng một đặt ra lo cho cái đình hay mẹ ăn lại ai bong đã nghe ai bong này ai bong mà đây lòng đặt ra này nhà này với nhàng với nhàng với nhàng cho ông hành đặt đi lo nổi đặt cái này muốn tay là nhầy nó muốn là dính cầu này cả là một chai trà sáng đây bây giờ lấy sáng cái này nhá tao bấm để bấm một tay này cho tao ra làm cái gì anh muốn cái sáng cái gì mà muốn cái này lại các cái cần là cái đó mấy cà phê này nó phía ba tủ này ha ơ ba lọ cái này mình sao Chắc là mình nhìn nó đến nó đâu. Chắc là tâm nhìn cái thằng đó. Bố mình dễ bắt không tham gia. Thôi dạ. Mình chắc tâm đi thập gì nó là để thập gì nó. Thập hình chó thập hình chó. Thập hình chó. Thập hình chó. Thì mình nói bóng thập hình chó. Thập hình chó. Tiêu dừng họp đi ấy. Tiêu dừng nhìn nhìn ra này. Họp tiêu làm rồi. Tao đúng Bắt đầu mời chào.
จ้ากับใจตอนใหม่ไม่จะกับพี่ตันมาล้างกันที่ร้านYeah.